cùng cập nhật những tin tức mới nhất về dịch bệnh COVID-19 trên kênh FPG. Bản tin ngày hôm nay ngày 15 tháng 11 sẽ có những nội dung đáng chú ý sau đây. Trong nước, số ca nhiễm COVID-19 tại các tỉnh thành trong nhiều ngày tiếp tục gia tăng. Đối mặt với việc số ca nhiễm tăng nhanh, Đắk Lắk lập thêm bệnh viện dã chiến thứ 3. Nguyên nhân nào khiến số ca nhiễm tại Bà Rịa Vũng Tàu tăng cao? Miền Trung và Tây Nguyên đặt mục tiêu tiêm vaccine cho trẻ em trong tháng 11 này. Trên thế giới, số ca mắc COVID-19 mới ở Trung Quốc có chiều hướng gia tăng. Tại Malaysia, cứ 10 ca tử vong do COVID-19 thì có 4 ca là người mắc bệnh tiểu đường. Tại Hàn Quốc, số ca nhiễm mới tiếp tục ở mức trên 2.000 ca trong ngày thứ 5 liên tiếp. Trong một tuần, Mỹ đã lập kỷ lục về số lượng vaccine được tiêm với hơn 9,5 triệu liều. Theo thông tin từ Bộ Y tế, tính từ 16 giờ ngày 13 tháng 11 đến 16 giờ ngày 14 tháng 11, trên hệ thống quốc gia quản lý ca bệnh COVID-19 ghi nhận 8.176 ca nhiễm COVID-19 mới, trong đó có 13 ca nhập cảnh và 8.163 ca ghi nhận trong nước. Con số này đã giảm 288 ca so với một ngày trước đó. Tại 52 tỉnh thành phố có 3.705 ca trong cộng đồng. Số ca nhiễm phân bố tại các tỉnh đang được hiển thị trên màn hình. Như vậy, số địa phương ghi nhận ca nhiễm cao nhất so với một ngày trước đó là An Giang tăng 148 ca, Bình Thuận tăng 104 ca, Đắk Lắk tăng 102 ca. Đến nay, Việt Nam có 1.026.522 ca nhiễm và đứng thứ 37 trên thế giới. Trong ngày hôm qua có 5.257 bệnh nhân khỏi bệnh, nâng tổng số ca được điều trị khỏi là 863.311 ca. Tổng số ca tử vong do COVID-19 tại Việt Nam tính đến nay là 23.082 ca, chiếm tỷ lệ 2,2%. Tỷ lệ này đã giảm 0,1% so với một ngày trước đó. Thành phố Hồ Chí Minh, Bình Dương, Đồng Nai, Long An, Tiền Giang tiếp tục là những địa phương có số ca nhiễm dẫn đầu cả nước. Trong ngày hôm qua, Hà Nội ghi nhận 119 ca mắc COVID-19 mới, trong đó có 42 ca trong cộng đồng. Các ca mắc mới phân bố tại 16 trên 30 quận huyện, nâng tổng số ca nhiễm tại đây lên 6.043 ca. Các ca nhiễm có nguồn lây từ rất nhiều chùm ca ổ dịch khác nhau, đơn cử như sàng lọc ho sốt, ổ dịch Đồng Quang, ổ dịch Phú Đô, chùm ca liên quan đến Shopee, khu công nghiệp Đài Tư, chợ Ninh Hiệp, ổ dịch Phú La, ổ dịch đường Trần Duy Hưng, ổ dịch Bạch Trữ, ổ Yên Xá, ổ dịch đường Bưởi. Cũng trong hôm qua, Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch tỉnh Tiền Giang cho biết trong 24 giờ, tỉnh ghi nhận 274 ca nhiễm COVID-19, trong đó có 48 ca trong cộng đồng và có tới 5 ca tử vong trong ngày. Trong bối cảnh đó, thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang đã ban hành thông báo khẩn về việc chuyển cấp độ dịch COVID-19 của thành phố từ cấp độ 2, nguy cơ trung bình, vùng vàng lên cấp độ 3, nguy cơ cao, vùng cam. Lãnh đạo thành phố Mỹ Tho khẳng định nếu người dân không tuân thủ quy định phòng chống dịch thì sẽ bị xử phạt nghiêm tùy theo mức độ hành vi vi phạm. Tình hình dịch bệnh tại các tỉnh thành trên cả nước tiếp tục gia tăng trong nhiều ngày. Dù công tác tiêm chủng ở nước ta đã và đang thực hiện tốt, tuy nhiên sự chênh lệch độ bao phủ giữa các địa phương chính là mối lo ngại lớn cho việc bùng phát các ca nhiễm mới. Theo thống kê, trong 6 ngày liên tiếp, Hà Nội đều ghi nhận trên 100 ca nhiễm mới trong 24 giờ, hàng chục ổ dịch mới với các ca dương tính trải rác khắp các địa bàn thành phố. Qua phân tích biểu đồ các ca F0 mới, Thành phố Hồ Chí Minh xác định số ca nhiễm ở Bình Tân và Gò Vấp vẫn ở mức cao, quận 10 và Nhà Bè có số ca nhiễm đang tăng. Ngược lại, số ca ở Hóc Môn đang có chiều hướng giảm. Tại miền Tây, trong tuần qua, tỉnh An Giang ghi nhận số ca nhiễm COVID-19 trung bình là khoảng 500 đến 700 trường hợp một ngày. Trong khi đó, Kiên Giang ghi nhận khoảng 400 trường hợp nhiễm bệnh trong một tuần qua, với hơn 20% là ca cộng đồng. Còn tại Bạc Liêu, tỉnh này có hơn 1.000 ca nhiễm được phát hiện. Chỉ trong vòng 4 ngày, Cần Thơ cũng ghi nhận số ca nhiễm cao với nhiều ngày lên tới gần 600 ca. Ngày hôm qua, Đắk Lắk thông tin số ca nhiễm trên địa bàn áp sát mốc 6.000 ca nhiễm, trong đó thành phố Buôn Ma Thuột chiếm hơn 1.600 ca để ứng phó với tình hình dịch bệnh và sẵn sàng thu dung điều trị cho toàn bộ số ca mắc mới phát hiện qua xét nghiệm tại các khu vực có nguy cơ cao trong cộng đồng và các trường hợp đang cách ly tập trung có nguy cơ chuyển từ F1, F2 thành F0. Tỉnh Đắk Lắk đã quyết định thành lập Bệnh viện dã chiến số 3 đặt tại ký túc xá Trường Cao đẳng Công nghệ Tây Nguyên, phường EA Tam, thành phố Buôn Ma Thuột. Song đó, lực lượng chống dịch sẽ test nhanh COVID-19 cho gần 19.500 người ở 9 xã phường có dịch trong cộng đồng gồm EA Tam, Thành Nhất, Tân Thành, Khánh Xuân, Thống Nhất, Tự An, Ea Tu, Ea Cao và Hòa Thắng.
Chuyển tiếp thông tin dịch bệnh tại miền Trung, dù đang áp dụng các biện pháp phòng chống dịch COVID-19 tương ứng cấp độ 1 theo nghị quyết 128, tuy nhiên trong nhiều ngày qua tình hình dịch bệnh tại Phú Yên tiếp tục có diễn biến phức tạp. Trong 15 ngày qua, toàn tỉnh có 147 người dương tính với SARS-CoV-2. Phần lớn trong số này là các ca nhiễm trở về từ thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh phía Nam. Tỉnh xác định nguồn lây chủ yếu là từ các tỉnh có dịch trở về địa phương. Trong 24 giờ tính đến ngày 13 tháng 11, toàn tỉnh có 8 trên 9 huyện, thị, thành phố ghi nhận 21 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2. Đáng lo ngại về ca nhiễm là chủ quán cơm trên tuyến quốc lộ 1 có tiếp xúc với nhiều lái xe đường dài. Ngay sau đó, lực lượng chống dịch thị xã Sông Cầu đã tiếp tục rà soát, lấy mẫu xét nghiệm trong cộng đồng. Ngoài ra, tại huyện Đồng Xuân, tỉnh này cũng phát hiện F0 là học sinh đi học trực tiếp. Trong khi đó, thị xã Đông Hòa cũng đang có hàng loạt ổ dịch đang diễn biến phức tạp. Hiện tỉnh Phú Yên đã chỉ đạo các địa phương khẩn trương thực hiện các biện pháp ngăn chặn khống chế, tránh lây lan dịch bệnh trên diện rộng. Tại Khánh Hòa, Ban chỉ đạo tỉnh này vừa cho biết, trong đợt dịch thứ tư này, số ca nhiễm mới ghi nhận trên địa bàn tỉnh đã vượt 10.000 ca. Hiện tại còn đang điều trị cho 1.086 ca bệnh và phần còn lại đã khỏi bệnh. Tỉnh Khánh Hòa đang thực hiện nghiêm túc các biện pháp phòng chống dịch trong tình hình mới. Ngành y tế tỉnh này khuyến cáo dù đã được tiêm vaccine COVID-19 thì mỗi người dân vẫn phải thực hiện nghiêm các quy định về phòng chống dịch, nhất là thông điệp 5K của Bộ Y tế. Cũng là tỉnh thành nổi tiếng với du lịch biển như Khánh Hòa, thế nhưng những ngày qua số ca nhiễm tại Bà Rịa Vũng Tàu liên tục tăng nhanh trong nhiều ngày. Lực lượng chống dịch địa phương này nhận định dịch COVID-19 đã xâm nhập sâu trong cộng đồng. Ngày hôm qua, Ban chỉ đạo phòng chống dịch tỉnh này nhận định số ca mắc COVID-19 tại tỉnh chủ yếu là các ca ghi nhận trong cộng đồng, trong đó nhiều ca ghi nhận từ ngoại tỉnh, trong các khu công nghiệp kinh doanh sản xuất. Tỉnh đánh giá nguyên nhân ca nhiễm tăng xuất phát từ sự chủ quan của một số người dân doanh nghiệp chưa thực hiện đúng quy định phòng chống dịch, làm lây lan dịch bệnh trong cộng đồng. Tỉnh cho biết về phân loại cấp độ dịch có 65 xã phường thị trấn chiếm 78,3% thuộc cấp 1 nguy cơ thấp, tức là vùng xanh. Có 14 xã phường thị trấn chiếm 16,9% thuộc cấp 2 nguy cơ trung bình vùng vàng. Có 4 xã phường thuộc cấp độ 3 nguy cơ cao vùng cam. Tỉnh không có các xã phường thị trấn nằm trong vùng nguy cơ rất cao cấp 4. Toàn tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu hiện vẫn là vùng xanh. Liên quan đến công tác tiêm vaccine cho trẻ em theo hướng dẫn của Bộ Y tế mới đây, các tỉnh miền Trung và Tây Nguyên cho biết đã ban hành kế hoạch tiêm vaccine ngừa COVID-19 cho trẻ dưới 18 tuổi trong tháng 11 này. Cụ thể, Khánh Hòa sẽ tiêm cho trẻ từ 12 đến 17 tuổi từ nay cho đến cuối năm và sẽ cố gắng đạt 100% mũi 2 cho trẻ. Địa phương này cũng đã lập danh sách với hơn 128.000 trẻ và dự kiến trong tháng này sẽ tiêm vaccine Pfizer cho trẻ trên quy mô toàn tỉnh. Cụ độ tuổi này thì Quảng Ngãi sẽ tiêm trong khoảng thời gian từ tháng 11 đến hết quý 1 năm 2022. Trong khi đó, Đắk Lắk đã kiến nghị Bộ Y tế sớm cấp vaccine phòng dịch COVID-19 cho trẻ em trong cuối tháng 11. Đắk Nông sẽ tiêm vaccine mũi 1 cho khoảng 85.000 trẻ từ 12 đến 17 tuổi vào cuối tháng 11 và hoàn tất mũi 2 vào giữa tháng 12. Trước tình hình dịch bệnh phức tạp, số F0 liên tục tăng cao, trong ngày hôm qua, thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh đã tổ chức lễ ra quân, tăng cường lực lượng hỗ trợ công tác phòng chống dịch tại cơ sở về các phường để đối phó với tình hình dịch bệnh. Thành phố Thủ Đức xác định thách thức lớn khi số F0 phát sinh cao tại nơi làm việc, khu dân cư. Lực lượng hỗ trợ lần này sẽ làm việc cho 34 ban chỉ đạo cấp phường với hơn 2.300 cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng tình nguyện viên. Song song đó, lực lượng hỗ trợ cũng sẽ chăm lo an sinh xã hội cho người dân gặp khó khăn khi đang cách ly điều trị tại nhà. Theo thống kê của Worldometer, tính đến 18 giờ ngày 14 tháng 11, số ca mắc COVID-19 trên toàn cầu đã hơn 253,7 triệu ca. Trong đó, số ca được chữa khỏi là hơn 229 triệu ca. Đáng buồn là đã có đến 5,1 triệu người trên toàn cầu đã không thể qua khỏi vì COVID-19. Mỹ dẫn đầu thế giới với hơn 47,8 triệu ca mắc, trong đó có hơn 783.000 ca đã tử vong. Theo sau là Ấn Độ, vùng dịch lớn thứ hai trên thế giới với tổng số người nhiễm COVID-19 đã hơn 34,4 triệu ca và hơn 463.000 ca đã tử vong. Brazil là vùng dịch lớn thứ ba trên thế giới với tổng số người nhiễm đã hơn 21,9 triệu ca và có 611.000 trường hợp không thể qua khỏi. Tiếp theo là Anh với hơn 9,5 triệu ca mắc COVID-19 và hơn 142.000 ca đã tử vong. Tại châu Âu, số ca nhiễm tại Anh đứng đầu châu lục này. Với hơn 38,8.000 ca nhiễm mới trong vòng 24 giờ, Nga đứng vị trí thứ hai tại châu Âu. Tuy nhiên, số ca tử vong tại Nga vẫn cao hơn Anh, với hơn 255.000 ca đã tử vong.
Pháp đứng vị trí thứ 3 với hơn 7,2 triệu ca nhiễm và hơn 118.000 người đã thiệt mạng trong đại dịch lần này. Theo số liệu mới nhất của Ủy ban Y tế Quốc gia Trung Quốc NSC, vào ngày 14 tháng 11 vừa qua, nước này ghi nhận thêm 89 ca mắc COVID-19 trong 24 giờ qua, trong đó có 70 ca lây nhiễm trong cộng đồng và 19 ca nhập cảnh. Trong số các ca mắc cộng đồng, có 60 ca được ghi nhận ở tỉnh Liêu Ninh, 3 ca ở Hà Bắc, tỉnh Hắc Long, Long Giang, Giang Tây và Vân Nam, mỗi nơi ghi nhận 2 ca, và 1 ca ở Tứ Xuyên. Tính đến nay, Trung Quốc đại lục ghi nhận tổng cộng hơn 98.200 ca mắc COVID-19. Số ca tử vong vẫn không đổi là 4.636 ca tử vong. Trong khi đó, tại Malaysia, cũng trong ngày 14 tháng 11 vừa qua, Bộ Y tế nước này thông báo ghi nhận hơn 5.800 ca mắc mới trong 24 giờ qua. Trong đó có hơn 5.700 ca lây nhiễm trong cộng đồng và 27 ca nhập cảnh, nâng tổng số ca bệnh lên hơn 2,5 triệu ca. Bên cạnh đó, nước này cũng ghi nhận thêm 55 ca tử vong, nâng tổng số lên hơn 29.600 ca. Về tình hình tiêm chủng, đến nay, có hơn 78% dân số nước này đã được tiêm ít nhất một mũi vaccine, trong khi hơn 75% đã hoàn thành tiêm chủng. Cũng theo Bộ Y tế Malaysia, phần lớn những ca tử vong do dịch COVID-19 ở nước này đều liên quan đến những người có bệnh lý nền như tiểu đường và huyết áp cao. Theo Phó Cục trưởng Cục Kiểm soát Dịch bệnh thuộc Bộ Y tế Malaysia, Tiến sĩ Faisal Idwan Mustafa, tính đến ngày 28 tháng 10, có 4 trên 10 ca tử vong do COVID-19 ở nước này, tương đương với 37,3% số ca bị mắc bệnh tiểu đường. Tỷ lệ này giảm nhẹ so với năm 2020, lúc đó con số này là 38,8%. Ông nhấn mạnh, những người có bệnh lý nền có nguy cơ mắc các bệnh lây nhiễm nghiêm trọng hơn và tử vong do COVID-19 cao hơn. Điều này lại càng nghiêm trọng hơn đối với những người mắc bệnh tiểu đường, vì họ có thể phải chịu những biến chứng nghiêm trọng hơn, bao gồm cả tình trạng viêm nhiễm. Hiện nay, Malaysia có gần 20% người trưởng thành, tương đương với khoảng 3,9 triệu người đang sống chung với bệnh tiểu đường. Quan chức cấp cao Bộ Y tế nước này, tiến sĩ Noor Hisham Abdullah cho biết, điều đáng lo ngại là khoảng 50% trong số người này không biết rằng mình bị mắc bệnh. Tại Mỹ mới đây, chuẩn tướng Thomas Mancino, người vừa được bổ nhiệm làm chỉ huy vệ binh quốc gia Oklahoma, đã từ chối thực hiện lệnh tiêm vaccine COVID-19 bắt buộc của Bộ Quốc phòng. Ông Mancino thông báo mọi thành viên vệ binh quốc gia bang Oklahoma không bắt buộc phải tiêm vaccine và những vệ binh quốc gia của bang Oklahoma từ chối tiêm chủng sẽ không đối mặt với các hành động pháp lý hoặc quyết định kỷ luật tiêu cực nào. Tuy nhiên, quyết định này sẽ không bảo vệ được các thành viên vệ binh quốc gia bang Oklahoma khi họ tới học ở bất cứ trường quân sự hoặc tham dự hoạt động đào tạo do đơn vị trực thuộc Bộ Quốc phòng Mỹ điều hành. Động thái này được tướng Mancino đưa ra sau khi Bộ trưởng Quốc phòng Floyd Austin hồi tháng 9 yêu cầu toàn bộ binh sĩ chính quy của quân đội Mỹ tiêm vaccine COVID-19. Là một bộ phận của lực lượng vũ trang Mỹ, toàn bộ vệ binh quốc gia sẽ phải hoàn thành tiêm vaccine trước ngày 30 tháng 6, 2022. Tại Hàn Quốc, ngày 14 tháng 11, số ca mới tiếp tục ở mức trên 2.000 ca, trong ngày thứ 5 liên tiếp khi số ca bệnh nặng đã lên tới mức cao chưa từng thấy kể từ khi bùng phát dịch. Cụ thể, Cơ quan Phòng và Kiểm soát Dịch bệnh KDCA đã ghi nhận 2.419 ca nhiễm mới trong 24 giờ qua, nâng tổng số ca nhiễm lên 395.460 ca. Số ca nhiễm mới theo ngày luôn ở mức 4 con số kể từ ngày 7 tháng 7, trong đó cao nhất là 3.272 ca ghi nhận vào ngày 25 tháng 9. Nước này có thêm 20 trường hợp tử vong do COVID-19, nâng số người chết lên 3.103 người. Tỷ lệ tử vong là 0,78%. Số ca nguy kịch cũng lên mức cao chưa từng thấy ở nước này là 483 ca sau khi tăng lên mức cao nhất mọi thời đại là 485 ca vào ngày hôm trước. Đáng chú ý, khoảng một nửa số ca nhiễm mới trên cả nước trong 2 tuần qua là những người đã tiêm vaccine. Trong khi đó, ngày càng có nhiều lo ngại về nguy cơ số ca nhiễm theo ngày và số ca nặng gia tăng khi Hàn Quốc bắt đầu nới lỏng các biện pháp phòng dịch trong tháng này. Bước đầu tiên trong lịch trình sống chung với COVID-19 gồm 3 giai đoạn nhằm từng bước trở lại bình thường mới. Tại khu vực Bắc Phi vừa qua,
chính phủ Maroc thông báo sẽ siết chặt các biện pháp kiểm soát nhập cảnh vào nước này nhằm ngăn chặn sự lây lan của đại dịch COVID-19. Cụ thể, khi nhập cảnh vào Maroc, du khách nước ngoài phải xuất trình giấy chứng nhận tiêm chủng và kết quả xét nghiệm PCR, sau đó sẽ phải tiến hành xét nghiệm kháng nguyên và kiểm tra đo thân nhiệt 2 lần bằng camera ảnh nhiệt. Bên cạnh đó, bất kỳ hành khách nào có xét nghiệm dương tính khi nhập cảnh vào Maroc bắt buộc trở lại nước xuất phát với chi phí do hãng hàng không hay công ty vận tải thanh toán. Tính đến nay, quốc gia Bắc Phi này đã ghi nhận hơn 948.000 ca mắc, trong đó có 14.700 ca tử vong. Về tình hình tiêm chủng, đến nay Maroc có hơn 24,3 triệu người được tiêm mũi vaccine đầu tiên, 22,3 triệu người được tiêm mũi thứ hai và 1,5 triệu người được tiêm mũi tăng cường. Ông Sigrid Sapa, một quan chức Nhà Trắng mới đây cho biết trên Twitter rằng, tính đến ngày 14 tháng 11 vừa qua, Mỹ đã tiêm được 9,5 triệu liều vaccine trong vòng 7 ngày. Đây là số lượng nhiều nhất mà nước này tiêm được kể từ cuối tháng 5 năm nay. Ông Sapa cho rằng, việc tiêm vaccine rộng rãi cho trẻ em từ 5 cho đến 11 tuổi đã góp phần làm tăng số lượng vaccine được tiêm. Theo Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh, tính đến sáng thứ Bảy, Mỹ đã tiêm được tổng cộng hơn 439 triệu liều vaccine COVID-19. Khoảng 28,6 triệu người đã được tiêm mũi tăng cường của vaccine Pfizer, Moderna hoặc Johnson & Johnson COVID-19. Việc tiêm chủng tăng cường của Moderna và Johnson & Johnson đã được Cơ quan Quản lý Y tế Mỹ cho phép vào ngày 20 tháng 10. Mới đây, tờ The Guardian dẫn lời ông Greg Hunt, Bộ trưởng Y tế Úc, nước này có thể bắt đầu tiêm phòng COVID-19 cho trẻ em dưới 12 tuổi từ năm 2022. Ông Hunt cho biết Cơ quan Quản lý Y tế Úc vẫn đang đánh giá lại các dữ liệu về sức khỏe và an toàn tiêm chủng đối với trẻ em trong độ tuổi này và không chắc có thể ra quyết định cuối cùng về vấn đề tiêm chủng cho những trẻ em ở độ tuổi này trong năm nay. Tuy nhiên, chính phủ Úc vẫn kỳ vọng sẽ thực hiện được điều này vào đầu năm tới. Tính đến ngày 12 tháng 11, hơn 90% dân số Úc ở độ tuổi từ 16 trở lên được tiêm một mũi vaccine và 83% trong số này được tiêm đầy đủ hai mũi. Ngoài ra, Úc cũng đã tiêm chủng cho 57,7% đối tượng từ 12 đến 15 tuổi. Tỷ lệ tiêm chủng cao là yếu tố quyết định để Úc quyết định mở lại một phần biên giới trong tháng này. Lần đầu tiên kể từ khi đại dịch COVID-19 bắt đầu bùng phát, mặc dù các đợt bùng phát dịch bệnh hiện nay do biến thể Delta của virus SARS-CoV-2 đang diễn ra tại hai bang đông nhất nước này là New South Wales và Victoria. Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin dịch COVID-19 ngày hôm nay trên FBNC. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại vào khung giờ này ngày mai.